Chào anh em nhé. Hôm nay shop mình sẽ hướng dẫn cho anh em chi tiết cái cách lắp đặt cái bơm cao áp dạng máy, cái cách dùng làm sao cho đúng cách nhất để cho đạt được cái bơm này có đạt được cái độ bền là tốt nhất nhé. Một số các bác anh em là còn chưa biết dùng, thế nhiều khi còn thắc mắc rất là nhiều, thì tôi sẽ làm cái clip này chi tiết giới thiệu cái bơm cao áp máy nhé. Đây đầu tiên đây là phụ kiện của nó, đây sẽ có một cái dây bơm này, tờ giấy hướng dẫn thì anh em tham khảo nhé. Một cái hộp motor, hôm nay hộp motor bơm nước để làm mát nhé, rửa mát. Trong này nó có mấy cái đầu, nếu mình chỉ dùng một cái đầu này thôi, dùng cái đầu này nhé, cái đầu này thì hai cái dây tio làm mát nhé, hai dây tio làm mát thì anh em gỡ nó ra. Một cái dây ấy mà để cắm vào máy bơm nhé, thì anh em sẽ cắm vào cái rắc này, cái rắc đèn này là cho đi theo ấy, cho đi theo cái máy bơm luôn nhé. Rồi anh em cắm vào, cắm chặt tay vào nhé, sau đó cắm vào máy bơm, vậy là máy bơm nó sẽ thổi nước lên qua cái này nhé, cái này lên nhé. Rồi đây là đầu tiên là dây nắp máy bơm này. Cái dây nắp vào máy bơm này ấy, thì là anh em sẽ bắt nó lên trên nhá. Đây này, sẽ bắt lên trên này. Cái điều quan trọng nhất nhá, điều đầu tiên quan trọng nhất nhá các anh em nhá, là khi anh em lấy cái bơm vào ra, anh em phải tháo cái con này ra, tháo con này ra này, con này cái con bịt để chống chảy dầu nhá, anh em phải tháo con này ra và thay cái con ốc có thông hơi này vào, chính là con này, thay con này vào, cái này là con lỗ thông hơi này. Thế nếu mà trường hợp anh em bỏ nguyên góc này ấy, khi bơm lên đấy nó bí hơi ấy, cái máy này rất là khỏe, nó nén vượt luôn, nó nén đến mức nó phá cả cái nắp lốc máy này luôn nhá, nén vỡ lốc máy này luôn đấy. Thì anh em lưu ý cái điều quan trọng nhất là phải thay con này vào nhá, thay con này vào này. Đây còn cái máy này bên này, cái này cái đầu này nó gọi là đầu độc mút để nó hút không khí vào qua cái này, nó lọc bụi lọc bẩn để nó hút không khí vào nhé. Đây hút không khí để hút vào đường này thì nó có cái đầu này gọi là đầu lọc ẩm thôi, đầu lọc lọc bụi thôi nhé, lọc bụi thôi. Đây anh em để nguyên nhé, đây, anh em để nguyên. Thế còn bên phía bên mà không có đồng hồ này, bên không đồng hồ này nhé, là có một con ốc xả. Thì con ốc này lâu ngày anh em bơm khoảng 10 ngày 5 ngày ấy, anh em xả ra một lần thì trong này nó sẽ xịt ra những cái nước bẩn, những cái cắn bẩn nó sẽ xịt ra nhá. Anh em lưu ý kỹ cái con ốc này ấy, là khi mình xoáy ấy, thì mình sẽ dùng tay thôi, dùng tay xoáy chặt tay là vừa là được nhá, đừng có dùng kìm kẹp mà xoáy hết cỡ, xoáy bằng tay thôi, chặt tay là vừa. Tại vì trong này là có con ong đen nhựa, cái đầu hỏa tiễn của ốc ấy nó vừa cắm vào ong đen nhựa một chút là nó kín, anh em mà xoáy mạnh quá ấy, là nó sẽ siết thủng con ong đen nhựa ở trong này là hỏng nhá. Đây là phía bên này này, bây giờ lên phía bên đồng hồ, đây phía bên đồng hồ nhá, thì sẽ có cái lỗ để bắt đồng hồ. Cái này trong cái này là có một cái ong đen nhựa này để cho nó giúp nén và giúp kín hơi. Thì dây này là dây hơi đây, anh em muốn kiểm tra nó tắc hay không anh em thổi thử nhá. Nó có thông rồi, nó thông hơi rồi nhá, thì anh em xoáy vào đây. Anh em lưu ý kỹ là xoáy thì lấy cả lê siết vừa chặt tay thôi, đừng có siết chặt quá, siết chặt quá ấy, thì là nó sẽ bị xì cái con ong đen nhựa ở phía trong ấy, nó sẽ lấp mất cái lỗ dây nhá, cái ong đen nhựa ở phía trong mà bị ép mạnh quá nó xì hết vào lỗ dây bơm thì gây ra chuyện tắt dây, là không có hơi ra nhá. Đó như vậy tắt dây, xoáy vừa tay thôi. Và con này là con ốc xả áp này, ốc xả áp anh em lưu ý kỹ cũng xoáy bằng tay, xoáy bằng tay nhé, đừng có lấy kìm xoáy hết cỡ, xoáy bằng tay thôi, xoáy vừa chặt tay mình là được nhé, xoáy vừa tay là được. Trước khi bơm thì anh em xoáy ốc này vào trước, đấy, xoáy ốc vào trước. Tôi sẽ hướng dẫn anh em cách dùng đúng nhất. Thế còn cái máy bơm nước này, nó sẽ chạy trực tiếp bằng điện 220, sẽ chạy trực tiếp điện 220. Anh em thả vào trong thau nước, thả vào trong thau nước này, cái dây bơm lên đấy, dây máy từ máy bơm lên, anh em cắm lên ra đầu trên, cắm lên đầu trên này, cắm lên ra trên này.
để mà cắm vào được ấy, anh em ấn cái này này, anh em ấn cái lông đen xanh này bằng nó xuống, xong bắt đầu cắm dây vào, ấn dây vào sâu hết cỡ, xong bắt đầu nhả ống đen ra, giờ nó sẽ ôm lại nhé, nó sẽ ôm lại. Thế còn dây xả nước, dây xả nước thì anh em nó cũng cổng dưới, nhé, nó cổng dưới này, tương tự như vậy, ấn lông đen nhựa vào, anh em xem cho kỹ nhé, ấn lông đen nhựa vào này, xong bắt đầu cắm ống này sát vào. Đó. Đấy, sát được xong rồi này. Đấy, vào sao vào sát hết cỡ, xong nhả ra, cho nó sẽ giữ được nhá, giữ được cái này là cái khóa luôn, nó vừa là cái gì cái khóa luôn. Thế đấy là cách cơ bản quan, cái cơ bản nhất nhá, mấy điều cơ bản nhất, quan trọng nhất đấy là phải thay con ốc thông hơi để vào. Về phần dây điện đấy, thì bây giờ dây nó là dây ba chân như thế này, thì anh em không nên cắt ra, không nên cắt mà nên mua thêm một cái rắc chuyển. Rắc chuyển ra rắc hai chân này để dùng nhá, cho nó được ổn định. Cái này điều quan trọng nhất đấy là cái máy này ấy, là máy điện nó rất là nặng, cái tụ khởi động ấy nó cần nguồn điện rất là lớn, thì cái dây điện cung cấp nguồn cho nó phải là dây to, anh em đừng có dùng dây nhỏ nhá. Dây điện đây, dây nguồn này ít nhất là phải dùng dây 2.5 như này, dây to như này này thì mới đủ tải cho cái máy này được, và cái máy này phải chạy ở nơi có nguồn điện đủ, nguồn điện ổn định 220V. Cái nguồn điện mà yếu quá không đủ 220V là sẽ không thể khởi động được nhé. Và cái dây này phải dây to này thì mới đủ để khởi động. Ổ cắm thì chắc chắn không có bị mo ve khích cắm nhé. Đây, mua cái chuyển sang rắc 2 này, dùng cho nó sướng nhé. Anh em cắm vào, cắm vào đến đây là cái đèn đỏ là báo có điện. Đấy. Anh em muốn nó chạy thì anh em khởi động bật là nó sẽ chạy. Và cái bơm này ấy, nó có chế độ là chống nổ bình, chống nổ bình nhé anh em nhé. Khi anh em bắt cái dây này vào cái bình và van là một chiều để nạp vào bình, anh em bật công tắc anh em bơm, nhiều khi bơm quên công tắc, công tắc không để ý thì hơi ở trong máy nó cứ nạp vào bình thôi, nó cứ nạp vào bình thôi. Ở trường hợp nạp quá cái mức áp cái bình không chịu được ấy thì nó sẽ gây ra nổ bình. Thì cái này nó có chế độ chống nổ bình cho anh em là trên đỉnh như này, trên đỉnh này nhá, anh em tháo nó phải ra, ở phía trong này sẽ có một cái lá đồng, cái lá đồng như này. Đây, nó đồng bỏ nghe. Thì khi mà cái mức áp mà bơm vào trong bình, có nghĩa là cũng là đồng hồ mức áp trên đường này, nó là 300 ký hoặc là trên 300 ký một chút đấy, thì cái lá đồng này nó sẽ không chịu được nữa và nó sẽ bị nổ cái lá đồng người ta, nổ lá đồng người ta. Thì lúc này ấy, hơi là sẽ bị xì qua đây, hơi sẽ xì qua đây chứ hơi sẽ không có đi vào đường ống mà không nén vào bình nữa. Thì để đảm bảo cho bình mình được an toàn nhé, cái chế độ này chế độ chống nổ bình. Cái trường hợp mà bị các bác bị nổ bịt cái thịt hơi ở đây ra ấy, thì anh em tháo nóc ra này, tháo nóc ra và thay cái lông đen đồng này vào nhé, thay lông đen đồng này vào. Và lưu ý cái ốc này ấy, là anh em xoáy vừa tay thôi, đừng có nên gân lên cốt mà xoáy cỡ, xoáy quá nhé, xoáy chặt quá là nó mút đồng, nó làm bẹp, làm hỏng cả lông đen này luôn. Mình xoáy vừa chặt tay thôi, đây là cái chế độ chống nổ nhé. Bây giờ cái cách dùng đúng nhất ấy, là anh em dùng làm sao ấy, cái nước làm mát, anh em bỏ thêm một viên nước đá vào, bỏ thêm cục đá vào để cho nó mát, cho nước này làm đá nó nhiệt độ thấp đi, nước làm mát nhiệt độ thấp đi nhé. Đồng hồ trên này này, anh em căn làm sao đồng hồ nhiệt độ nó lên, báo lên tầm khoảng 50 hoặc 60 độ C, 50 hoặc 60 độ C thôi, là anh em sẽ dừng lại nghỉ để làm cho nó mát lại, rồi tiếp tục bơm. Nếu mà bơm được mức độ như vậy ấy, thì là cái máy này rất là bền nhé, rất là bền nhé. Làm sao giữ ở mức độ 50, 60 độ C thì cực kỳ là bền luôn. Nó không có bị cháy phốt nhé, cháy sim hay là ảnh hưởng đến bê tông xi măng. Và cái cách khởi động máy và cũng như là cái cách tắt máy ấy, anh em lưu ý kỹ nhé, anh em lưu ý kỹ là khi trước khi bật máy lên là khởi động được nhé, thì cái áp ở trên đồng hồ mình như này nhé, cái áp này cũng phải là áp bằng không nhé, áp phải là không, có nghĩa là phải xả hết áp vào trong hệ thống ống ra, bắt đầu khởi động lại thì áp cũng là áp không, thì cái máy nó mới khởi động được và lúc khởi động nó mới nhẹ nhàng thì mới đảm bảo độ bền cho máy nhá. Thế và khi anh em bơm mà đạt được cái mức áp mong muốn, ví dụ như 200 kg nhá, 200 kg thì anh em nhìn thấy đồng hồ trên bình báo là 200 kg, anh em muốn dừng lại, muốn tắt máy đi và dừng lại, thì anh em lưu ý kỹ trước khi tắt máy nhá, trước khi tắt máy này anh em phải xả cái con áp này ra, xả áp này ra để cho cái hệ thống áp ở trong cái đường ống này này nó về mức không nhá. Thì lúc này là cái bơm này là chạy tự do, bơm chạy tự do không thôi, hơi xịt ra ngoài
thì lúc đấy là anh em mới tắt công tắc đi nhé, anh em mới tắt công tắc đi thì lúc này là cái máy nó mới được tắt nhẹ nhàng nhất, ổn định nhất. Thế còn trường hợp anh em bơm lên cái mức áp là 200 kg nhé, bơm lên mức áp là 200 kg, xong anh em để nguyên vậy, anh em tắt cái khực một phát thì tôi đảm bảo rằng là cái máy này sẽ nhảy lên, nó sẽ rung, nó sẽ chồm lên. Thì như vậy ấy, là nó rất hại cho cái hệ thống bít tông xét băng phốt sim ở trong này nhé, nó rất là hại luôn. Anh em lưu ý kỹ là trước khi tắt máy mình xả ốc áp ra để cho nó vào cái mức gọi là áp không thì anh em mới tắt máy nhé. Và trước khi bơm thì mình cũng phải xả cái hệ thống này ra, là mình bơm từ cái áp là từ số 0 bơm lên. Chứ bây giờ mà anh em bơm nửa chừng 50 kg hoặc 100 kg, anh em tắt máy dừng, xong anh em lại khởi động lại bơm tiếp thì không cái máy nào nó khởi động được. Và làm như vậy là nó rất là hại máy, rất là hỏng nhá, nhanh hỏng máy nhá. Đấy là cái cách dùng máy, bơm máy để cho nó được độ bền tốt nhất, và cái cách lắp đặt luôn. Anh em xem cho kỹ, mua hàng về để biết cách dùng nhá. Rồi xin chân thành cảm ơn anh em, hẹn gặp lại anh em trong những cái clip sau. Anh em vui lòng đăng ký kênh YouTube của shop sẽ nhận được nhiều clip giới thiệu về các sản phẩm và cái cách dùng hơn nữa nhé. Rồi xin chào anh em.